O cholera, czy to Freddy Fazbear? Cắm điện nhá, các cháu nhìn này. Cháu nhớ cắm điện nhá, không có tí nữa không có cơm mà ăn đâu nhá. A few moments later. Bà ơi, thức ăn cháu sắp ra hết rồi, cơm của bà chín chưa nhở? Rồi. Bà Thách giúp cháu nấu cơm, cháu ăn cơm luôn. Ăn cơm thôi. Nhà đói chưa, bà xới cơm nhá. Tôi rồi chết mẹ tôi rồi, chưa bật nút. Kẹo gì mà dính như nhựa mít ấy. Kẹo cao su đây. Đừng có nuốt, nuốt vào nó dính rồi. Quần què đến điện máy.